Trong video hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn một cái ứng dụng của Google ha, cho phép các bạn kiếm tiền. Đây, các bạn sẽ vào CH Play, sau đó các bạn sẽ tìm kiếm với cái từ khóa là Google phần thưởng ha. Đó, rồi đây, nó hiện lên như này, mình đã tải rồi nha. Bây giờ chỉ cập nhật phiên bản mới thôi, bấm cập nhật. Còn nếu mà các bạn tải thì cái phần mềm này có dung lượng khoảng 10 MB ha, còn cập nhật chỉ có 8 MB thôi. Sau khi mà chúng ta tải xong thì ở trong điện thoại các bạn sẽ có icon hình cái cúp màu xanh nè. Các bạn sẽ nhấn vào thì nó sẽ có những cái khảo sát, và nhiệm vụ của chúng ta là trả lời những cái khảo sát này để nhận tiền ha. Đây, bây giờ mình sẽ trả lời thử nha. Nó sẽ có khi là nó cho 3 câu hỏi, có khi là nó cho 2 câu hỏi, thì lần này là 3 câu hỏi ha. Bạn mất tối đa bao nhiêu thời gian để chuẩn bị đi đến siêu thị của mình? Thì bạn cứ chọn trả lời thực tế thôi ha. Ví dụ như ở đây nó sẽ có nhiều hơn 90 phút, mình sẽ chọn là tối đa là 20 phút, tại vì siêu thị thì nó cũng gần thôi. Rồi. Rồi tiếp theo, câu hỏi tiếp theo là bạn thường dành bao nhiêu thời gian ở siêu thị trong mỗi lần đi? Thì cũng tùy theo các bạn ha. Thì mình sẽ chọn khoảng thời gian trung bình từ 20 phút cho đến 30 phút. Rồi tiếp tục câu hỏi thứ 3. Tiếp theo, câu hỏi số 3 là bạn mua đồ uống không cồn nào ở siêu thị? Thì nó sẽ liệt kê ra những cái thương hiệu nè. Ví dụ như Coca-Cola không đường, Pepsi, 7-Up, rồi các thương hiệu khác nữa. Thì mình không có chọn những cái thương hiệu nào ở đây hết, thì mình sẽ chết ở phía bên dưới ha. Thì còn các bạn thích cái thương hiệu nào các bạn sẽ chết lên. Thì Google lấy những cái dữ kiện này, rồi sau đó chúng ta sẽ được tiền ha. Đó, ví dụ mỗi lần các bạn làm một cái khảo sát, các bạn sẽ được 2.276 đồng. Thì bữa giờ mình trả lời được 3 cái khảo sát là nó sẽ lên là 6.828 đồng. Và các bạn lưu ý ha, cái số tiền này chúng ta chỉ sử dụng trong vòng 1 năm thôi. Nếu qua hạn 1 năm thì số tiền này sẽ hết hạn sử dụng ha. Còn cái số tiền này sẽ để làm gì? Để chúng ta vào cửa hàng CH Play, chúng ta mua những cái game hoặc là những cái ứng dụng mà chúng ta thích. Ở đây thì mình có 6.000, mình sẽ tìm những cái ứng dụng mà có mức giá dưới 6.000. Ví dụ như cái này nè, đó các bạn ha, các bạn chạm vào ha. Thì các bạn chỉ cần mua với một lần nhắn thì nó sẽ trừ, nó hiển thị số dư trên Google Play của mình là 6.828 đồng. Ví dụ mình mua thì mình sẽ còn là 800 đồng thôi. Ưu điểm và nhược điểm của phần mềm là gì? Nếu mà các bạn vào, các bạn thấy đánh giá rất là tích cực, 4.8 sao luôn ha. Tại vì nó đến từ Google và chúng ta chắc chắn nhận được tiền, chứ không phải là lừa gạt giống như những cái ứng dụng của các cái bên khác. Nhưng mà có một cái khuyết điểm của nó nè. Ví dụ bạn này bình luận nè, lúc trước là cách 4 ngày sẽ có một cái khảo sát, còn hiện tại là cả tuần mới có cái khảo sát. Tức là khi nào Google đưa câu hỏi chúng ta trả lời, chúng ta mới nhận được tiền, chứ chúng ta không thể nào vào để chủ động trả lời nhiều câu hỏi để được nhiều tiền nha. Thấy đây chính là cái khuyết điểm lớn nhất của cái phần mềm này ha. Tại vì một tuần trả lời được có một câu hỏi, tức là một tuần kiếm được có 2.000 thôi. Chứ nếu mà mình chủ động mình vào mình trả lời câu hỏi để kiếm tiền được á, thì một ngày chúng, ví dụ chúng ta trả lời 100 câu hỏi là chúng ta sẽ được 200 mấy nè, mà trả lời 1.000 câu hỏi là được 2 triệu mấy nha. Cho nên là kiếm tiền chưa bao giờ là dễ dàng hết. Thứ hai nữa là tiền kiếm được trong cái ứng dụng này á, chúng ta chỉ có thể dùng để mua game và ứng dụng trên CH Play, chứ không được rút ra để sử dụng cho mục đích khác. Ưu điểm của ứng dụng này là đến từ Google, cho nên là chắc chắn là rất là uy tín ha. Các bạn nghĩ sao về cái ứng dụng này, các bạn hãy bình luận phía bên dưới video ha. Trên đây là những chủ đề khác các bạn có thể quan tâm. Hẹn gặp lại các bạn trong những cái video tiếp theo nha.